Gia đình anh Hoàng Văn Vinh ở thôn Bản Huấn, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn nuôi bò vỗ béo được 2 năm nay. Gần một mẫu đồi trước kia trồng sắn, giờ gia đình anh chuyển sang trồng cỏ voi để làm thức ăn cho bò. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi bò vỗ béo mà địa phương tổ chức, anh Vinh đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong quá trình chăn nuôi, giúp đàn bò phát triển nhanh và khỏe mạnh. Tôi cũng được tuyên truyền và tư vấn về cách ủ cỏ, thì tôi cũng học theo cỏ ủ này thì con bò nó sẽ hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng. Ví dụ như là ở trong kia thì mình đã có muối với lại có bột ngô các thứ hết rồi, thì nó cái chất dinh dưỡng của nó sẽ giúp con bò tăng cân nhanh hơn ạ. Gia đình anh Vinh luôn duy trì từ 10 đến 15 con bò vỗ béo. Mỗi con bò trưởng thành hiện có giá từ 30 đến 40 triệu đồng, nên bà con có thể làm giàu từ chăn nuôi. Đặc biệt, việc chăn nuôi trâu bò theo hình thức vỗ béo hoặc bán chăn thả cho thu nhập khá cao do rút ngắn được thời gian, chi phí thấp. Mỗi con trâu bò gầy nhỏ, vỗ béo tầm 4 đến 6 tháng là có thể xuất bán. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về đạt từ 15 đến 20 triệu đồng một con. Nghề nuôi trâu bò phát triển nhanh trên địa bàn xã Hồng Thái. Hiện tại, ngoài các hộ chăn nuôi theo hình thức bán chăn thả, toàn xã có hơn 20 hộ nuôi trâu bò theo hình thức nuôi nhốt vỗ béo. Từ chăn nuôi, đời sống của người dân trong xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mô hình vỗ béo trâu bò bán chăn thả tại địa bàn thì là cái hiệu quả nó thu nhập mang lại cho người dân rất là cái ổn định. Nhất là về cái thu nhập bình quân đầu người. Năm 2019 thì cái hộ nghèo thì là còn trên 26%. Từ lúc nhân rộng ra cái mô hình vỗ béo trâu bò tại địa bàn xã thì là trong năm 2020 thì chỉ dưới 12% hộ nghèo, thì là giảm được 14,46% trên địa bàn xã. Qua học tập kinh nghiệm các mô hình trong tỉnh thì nhận thấy là mô hình chăn nuôi trâu bò là đem lại hiệu quả cao nhất trong phát triển lĩnh vực về chăn nuôi của người dân. Thì nhân dân xã Hồng Thái đã tập trung được các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước về phát triển sản xuất. Thì trước mắt đã triển khai được gần như là toàn bộ các thôn về cái mô hình này và nhiều hộ đã thu nhập tầm 100-200 triệu một năm. Từ lâu, nhiều hộ gia đình làm nông nghiệp ở Lạng Sơn đều chăn nuôi trâu bò. Tuy nhiên, việc chăn nuôi này ở quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu để lấy sức kéo. Khoảng 5 năm trở lại đây, nhất là sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, nhiều hộ dân đã chuyển từ nuôi lợn sang nuôi trâu bò vỗ béo để phát triển kinh tế. Là một trong những hộ đầu tiên phát triển nghề nuôi trâu bò vỗ béo ở xã Hồng Thái. Đến thời điểm này, gia đình anh Lăng Văn En ở thôn Nà Bản đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật chăn nuôi. Vào mùa đông, anh En chủ động giảm tổng đàn trâu bò và triển khai các biện pháp phòng chống rét, vệ sinh khử trùng chuồng trại để phòng bệnh cho đàn bò của gia đình. Công tác chuẩn bị của tôi thực hiện đúng quy trình mùa đông, bạt biếc quay lại ấm áp cho đàn gia súc của mình. Hiện tại, dơm tôi phơi khô mà đồng thời vạt tôi phủ hết, không để cho mốc. Khi mà mốc thì trâu bò ăn. Lúc nào tôi cũng có vôi khử trùng và tiêm chủng tôi sẵn sàng. Lạng Sơn là một tỉnh có khí hậu phân mùa rõ rệt, do sự phức tạp của địa hình miền núi gây nên những chênh lệch đáng kể về nhiệt độ giữa các vùng. Nằm trên đỉnh Mẫu Sơn có độ cao trên 1.500 mét so với mực nước biển, nên vào mùa đông, mỗi khi có những đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ tại thôn Nà Mò, xã Mẫu Sơn thường giảm sâu, thậm chí còn xảy ra hiện tượng băng giá. Để bảo toàn cho đàn vật nuôi trên địa bàn, các cán bộ tại địa phương thường xuyên đến tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân cách phòng chống rét và chăm sóc cho đàn trâu bò những ngày xảy ra rét đậm, rét hại. Con bò ấy, nó thích ăn cái đồ muối, cho nên là chúng ta chỉ hòa nước muối loãng để phun qua làm cho nó cái rơm nó ẩm, nó ăn nó dễ ăn hơn. Và con bò nó thích là ăn và đảm bảo để cho giữ ấm cho cơ thể những cái ngày rét ấy. Gia đình tôi thì cứ thường xuyên xem tivi truyền hình khi có các đợt rét. Đến địa bàn thì tôi cũng chuẩn bị đầy đủ bạt và thức ăn cho đàn bò. Những ngày lạnh nhất thì mới không thả, nhốt cả ngày. Sau đó là cho ăn rơm rồi là cỏ để đảm bảo tránh thiệt hại qua các đợt rét.
Cấp ủy chính quyền địa phương thì thường xuyên là chỉ đạo cho thú y viên xuống thôn bản tuyên truyền cho bà con và hướng dẫn cho bà con là chăm sóc, bảo vệ vật nuôi. Vào những ngày rét đậm rét hại thì cũng hướng dẫn cho bà con nhân dân là chuẩn bị là ngô bột, rồi là nấu cháo, rồi là nấu nước ấm cho châu bò uống hàng ngày. Cũng do cái tuyên truyền và cái nhận thức của bà con nhân dân thì trong đợt rét vừa rồi là cũng không có con châu bò nào chết. Cũng nhờ sự tuyên truyền vận động thường xuyên của chính quyền địa phương mà tập quán chăn nuôi của người dân nơi đây đã có nhiều thay đổi. Trước đây, gia đình bà Dương Thị Múi thường thả châu bò lên rừng, đến khi cần bán mới lùa về. Có lần do thời tiết quá lạnh, châu bò của gia đình bị chết rét. Từ khi được cán bộ địa phương tuyên truyền, hướng dẫn cách chăn nuôi đàn bò sao cho hiệu quả, gia đình bà đã xây chuồng trại kiên cố, dự trữ sẵn thức ăn cho châu bò và không còn chăn thả gia súc vào những ngày lạnh giá. Từ khi được các cán bộ tuyên truyền hướng dẫn, gia đình mình không còn thả rông châu bò như trước nữa. Những hôm trời lạnh, mình giữ châu bò ở trong chuồng, cho ăn rơm, uống nước ấm. Mình phải giữ ấm cho nó, vì mấy con trâu này là tài sản lớn của gia đình mình đấy. Bà con cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch chăn thả gia súc, gia cầm hợp lý, che chắn chuồng chống gió lùa trực tiếp, tăng nguồn nhiệt bằng cách bổ sung thêm bóng điện, bóng hộp. Những bản tin tuyên truyền về công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi như thế này được phát 2 lần mỗi ngày trên hệ thống loa phát thanh đến từng thôn bản của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn trước và trong mỗi đợt xảy ra rét đậm, rét hại. Bên cạnh đó, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của văn bản số 1681 UBNZKT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra đến từng hộ gia đình, vận động người dân không được chủ quan, lơ là trong công tác chống rét để bảo vệ đàn gia súc của mình. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của huyện, chúng tôi thường xuyên cập nhật những cái diễn biến, cái tình hình phức tạp của thời tiết, tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền và hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi. Qua những công tác tập huấn, tuyên truyền thì bà con thì cũng đã được nâng cao cái nhận thức và cũng đã xác định là cái vật nuôi châu bò là một cái trong những cái tài sản lớn. Và bà con đã có rất là có cái trách nhiệm để bảo vệ và chủ động trong cái công tác tiêm phòng và phòng chống đói rét cho cái đàn vật nuôi của mình. Chính quyền địa phương thì đi tuyên truyền các hộ bảo vệ phải che chắn chuồng trại, không thì rét đậm rét hại thế này châu bò lại chết nhiều đấy, và thế bây giờ mọi người ai cũng nghe theo. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động mà cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ở Bình Gia thực hiện thường xuyên liên tục trong nhiều năm qua đã làm thay đổi nhận thức và chuyển biến hành động của người dân. Dù chăn nuôi ở quy mô lớn hay nhỏ, bà con đã chủ động trong việc chăm sóc, phòng chống đói rét và phòng bệnh cho đàn vật nuôi của gia đình. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế ngày một tăng lên. Địa bàn huyện Bình Gia là huyện nội địa, nên là vấn đề lợi thế để phát triển kinh tế chủ yếu là trọng tâm nhất vẫn là ngành nông nghiệp. Nên là riêng nội dung này thì huyện quán tập trung chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân để thực hiện tốt chăm sóc phát triển gia súc gia cầm và trọng tâm là đàn trâu bò trên địa bàn huyện Bình Gia. Sở chúng tôi cũng có cái chỉ đạo trung tâm khuyến nông như là chi cục chăn nuôi thú y cũng có phối hợp để tuyên truyền tập huấn cho bà con nhân dân trong cái phát triển chăn nuôi đàn gia súc trên bản, để mà con nhân dân có cái thay đổi tập quán từ việc chăn thả tự nhiên sang cái bán chăn thả, có cái đầu tư hơn nữa trong cái việc chăn nuôi gia súc trên bản. Trước kia, con trâu, con bò được nuôi để lấy sức kéo, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thì nay, với bà con đồng bào dân tộc ở tỉnh Lạng Sơn, nghề nuôi trâu bò đã trở thành sinh kế để thoát nghèo và phát triển kinh tế. Cùng với sự quan tâm, đồng hành của chính quyền các cấp và ngành nông nghiệp, sự cần cù, chịu khó, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con, một cuộc sống mới no ấm đang được hiện thực hóa từng ngày, ngay trên chính các bản làng vùng cao nơi đây.